Đấy, đẹp hả? Đẹp chưa? Đẹp. À, đâu còn lâu mới nói. Không. Đủ má sâu quá. Mà Phan Thiết. Đầu đẹp bác Bình em. Chạy xe mướn cho người ta nè. Đèo Bắc Bình. Đèo Bắc Bình. Con lấy khẩu trang ra. Thổi khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra con để nhìn thấy mặt. Hả? Xinh đẹp. Chứ họ tí thì con ăn uống cũng phải có đeo khẩu trang ra. Tí nữa ăn cũng phải mở khẩu trang ra chứ. Ôi, đứng đây nhìn xuống ghê quá. Đó, cái đập nước đó là thủy điện nó xả xuống á, thủy điện này nên nó xả xuống á.
để cho cấp nó cấp nước cho bình thường á. Nước đến cái hồ này đó, nó xả xuống đó đó. Chưa đâu, xa lắm. Nó còn quanh co, quanh co, quanh co. Sáng mình sợ thì giống sáng là làm bơm mì ở nhà, để 4 giờ sáng là nhờ ba ăn không? Dạ, nó kêu vậy. Ăn đi ăn rồi, chuẩn bị nó tốt tốt rồi chứ. Mà cuối cùng lỡ hẹn đi mua bộ đồ dí mạnh, cuối cùng không đi. Thôi mai hôm nay em quên đi chứ hôm nay em đi tắm biển rồi. Bỏ ra mất 800 là sâu đó chị.
dạ. Lúc đi sâu đấy, còn cái đường mà cái đường bê tông mình là không bao giờ không bớt xào nữa. Thì ông anh vợ bên ngang hả? Ông anh, vợ em là mua ngay chỗ đang đang chưa đi vào á. Nhà bà Thái, hồi xưa ra mua 8 xào đó, mua có tỷ 6 năm kia, rồi bán 12 tỷ. Mà chẳng có view mẹ gì hết. Không có tiếp mà. Nghệ sĩ mà vẫn nghệ sĩ mà. Tướng rất là phong độ. Ông Út phải công tác ở dưới đó mới được chứ. Thì giữ công tác đó. Chừng nào mà có người thay thì mới được. Hôm nay có nước nó mới đẹp, mùa kia nó khô khốc à, không có đâu. Rồi cái cột điện nó nghiêng, trời nó sập xuống tới rồi. Trời chạy được rồi. Đi cái đường mình đi cái đường vành đai này đẹp nè. Trời. Đường vành đai này đi mình đi qua cái quạt gió và năng lượng gió này đẹp. Tới Ninh Thuận bình thường chuẩn bị xúc. Ui, điểm quá, mạnh quá. Được không? Được, được, được. Có giờ này rồi, đi đau lưng. Xe anh Thuần Innova nó chạy 10 lít không? 10 lít, 11 lít ạ. À. Bữa nay chắc 11 lít ạ. À. 11 lít là hôm nay mà đi có 100 cây á, là hết mẹ nó khoảng cứ 4, gần 400 ngàn tiền xăng rồi à? 400. Rồi rồi, cảm ơn. Dạ cứ ok là quay kêu chậm. Thấy đường ngoài không? Thấy đây. Chậm rồi, chậm. Nó không có rung. Coi pin không bị lắc. Xong mình về mình làm clip luôn. Ninh Thuận bình thường, coi xe gió. Mấy thằng dự án điện này cũng chết dịch thôi đó. Rồi dưới ra chạy. Rồi chạy được. Sao chết? Nó mua điện á. Mấy này nó bán ra được có ngàn mấy. Ở Sài Gòn tôi bán được 2.000. Ngàn chín nè, 1.930. 2.000 một ký điện á hả? Ừ, tôi bán là... con view. Hai nhỏ đẹp không?
chỗ này chỗ đẹp không? Việt Nam mình nhiều chỗ đẹp chứ. Đẹp. Nhìn quá. Mê ly. Dùng lên chả làm được cái gì nhỉ? Mất đất nhiều mà còn tới mấy nhiệm kỳ nữa. Đúng rồi. Họ đã lên chữ rách á, rồi nó mới chạy chứ. Xe đó xe chạy đổi cát với chữ quát chạy đổi cát luôn. Nó hai cầu. Chưa ta đóng ra con rí đẹp. Cái đường đó hôm nay hồi trước mình đi cái lúc đó là còn đều đẹp chứ không phải tông cái tông không rồi tài xế nó bảy nghìn Thank you.
cái này bỏ qua cái này vì sắt không đi. Cái này sẽ không để sáng ăn qua đây. Sáng thì phải bảo phải để khác khác phải uống chứ. Dạ. Sẽ đằng nào cũng xuống dưới mà. Dạ rồi sẽ xuống cho. Thank you.
này nghe không? Ông mua mang lên á. Thôi. Cái gì? Đặc sản nghe không? Mới mang ra luôn, ông này không biết liền liền luôn. Đều có cái muối nữa, con vợ tôi nó đẩy đâu rồi quên mẹ lên rồi. Mình có đem lò muối mà. Mấy cái vụ này mà mang đi. Trời ơi, lò muối đi bán thấy. Cái này đùi đế nha các bạn. Thôi, các bạn nha, uống đùi đế là đi lấy chim luôn đấy nha các bạn. Chứ các bạn cứ tự đồ bia mà tôi mang ít quá không được nha. Đùi đế thì em chơi chỗ này á. Đùi đế mà uống non thì á. Uống kiểu này là uống non. Uống kiểu này là uống non thì.